Hoàng xin chào mọi người đang xem video trên kênh Điện Thoại Tinh Ninh. Hôm nay thì Hoàng sẽ giới thiệu anh chị trong video này một lô đất giá rẻ. Giá chốt chỉ có 350 triệu, một lô đất nằm tại khu dân cư và cách trường học chỉ khoảng độ là 200m, về chợ cao su là khoảng độ 600m. Khu vực trung tâm của xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Đường xá ngon lành, xe hơi xe tải vào ra được nha anh chị. Ngoài góc đó là cái trường học nằm bên tay trái rồi, một tí Hoàng sẽ chạy ra cho chị xem. Và mặt tiền của trường học là đường nhựa luôn nha. Phải nói là giá lô đất ngày hôm nay là quá rẻ anh chị. Mình mua thì mình lên thổ cư xong, nếu được thì mình có thể là xây nhà, an cư, còn không để đây đầu tư cũng rất là tốt, hậu rất dài. Và trên đây, màn hình anh chị đang xem là huyện Sổ Hồng nha anh chị. Vị trí nằm tại là ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích sử dụng của lô này là 534,2m2. Hiện trạng sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm khác, chưa thổ cư. Tuy nhiên thì chỗ này Hoàng cũng đã kiểm tra quy hoạch rồi anh chị, lên thổ cư bình thường luôn nha. Và nếu anh chị hữu duyên mua được lô này, có nhu cầu lên thổ cư thì Hoàng cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. Vấn đề đó anh chị yên tâm. Đây là hình dạng thửa đất nè. Anh chị thấy là dài thòn lòn luôn. Bề ngang tiếp giáp đường là 8m, hai cạnh dài xuống là 67m, hậu đất vẫn là 8m như phần mặt tiền. Đấy, lô này mà mua xong lên thổ cư rồi xây nhà ăn trước, nguyên một khúc sau rất là dài, mình trồng cây lập vườn, chăn nuôi gì cũng thoải mái luôn nha. Hướng của lô đất này là hướng Tây Bắc nha anh chị, nghiêng về hướng Bắc nhiều hơn. Đây, mặt tiền đất nè, nằm cặp giữa hai cái nhà nha, từ cái trụ này qua tới cái trụ bên đây là 8, dài xuống 67 tới cái đám cỏ phía sau anh chị, hậu là 8 và dài lên là 67m. Ranh giới hiện giờ thì có cắm 4 cái trụ đầu và đuôi thôi, còn nếu anh chị mua thì chủ sẽ giao ranh cho mình rõ ràng nha. Đó, cứ cái này kéo đường thẳng xuống là mình rào rào thôi, từ đây qua tới cái trụ bên đây nè, qua luôn cái đường gạch nha anh chị, rồi kéo thẳng xuống cái hậu đất là mình làm hàng rào thôi. Chạy vào bên trong kia thì có một số căn nhà nữa nha. Và Hoàng thông báo rõ đường này là vào là đường cùng nha anh chị, không có thông. Lúc nào thông tin Hoàng cũng là muốn minh bạch hết trên đây, để khi mà anh chị sắp xếp thời gian xuống xem cho đỡ mất thời gian của anh chị cũng như là của Hoàng nha. Trong đất của mình thì có một cái bàn nữa anh chị. Đó. Bây giờ Hoàng đang di chuyển xuống cái phần cuối hậu đất cho anh chị xem. Hậu rất dài, lên đến 67m. Và thật sự thì chỉ có mùa này mới được cái giá này thôi nha. Chứ giai đoạn trước mà những lô này là một trong những số em hoa hậu chân dài được săn đón rất là ráo riết nha anh chị. Vị trí đặc biệt nằm gần với trường học, rồi di chuyển về chợ, ủy ban xã, cây xăng, ngay ngã ba chợ cao su đấy. Chỉ có 500-600m thôi, quá gần. Đây, anh chị thấy tới cái đám tràm đó luôn anh chị. Có hai cây trụ ở phía sau ha, dài thòn lòn luôn. Xây nhà phía trên cho căn nhà của mình xây lên đến 30m đi, vẫn còn dư lại là khoảng độ 30 mấy mét để lập vườn chăn nuôi ở phía sau. Lô này mà nếu anh chị bỏ ra khoảng độ 200 mấy, gần 300 triệu xây một căn nhà ở vùng nông thôn, miền quê như thế này cũng đã là khá khang trang rồi. Với cái giá trị đất là 350 triệu nữa thì dao động khoảng trên dưới 600-650 là có nguyên một căn nhà rất đẹp rồi, sân vườn này nọ nữa ha. Và Hoàng nghĩ thì dù muốn hay không, mua đầu tư hay qua an cư thì chắc chắn là anh chị cũng phải là lên thổ cư ha, để lô đất của mình nó sẽ có một cái giá trị khác nữa. Và Hoàng nhắc lại một lần nữa là trên sổ của mình á, là đi vào bên trong còn khoảng 3-4 căn nhà nữa. Vì thế là tuy là đường cùng nhưng mà căn nhà của mình còn nằm khúc ngoài, thoải mái hơn. Mặt tiền là 8 nè. Đó. Hai cạnh dài xuống đều là 6-7m. Qua cái đám cỏ tới đám tràm phía sau, hậu đất vẫn là 8m luôn. Rồi, bây giờ Hoàng sẽ di chuyển từ vị trí đất nè ra ngay cái đường nhựa là góc bên trái nguyên cái trường học luôn chị. Nếu mà những cái đám đất này không có cây cỏ nhiều á, thì mình thấy luôn cái nóc của căn trường tiểu học Long Giang vừa mới xây nè. Trường này là dời từ ngoài ngã ba chợ cao su đấy, cái trường Long Giang cũ, dời vào bên trong đây cũng vừa mới xây xong nha. Đó, anh chị thấy cái đường này là xe tải vào được nha anh chị. Hoàng chạy ra đường nhựa rồi chạy về chợ cao su cho anh chị xem tham khảo luôn. Và giá như ban đầu Hoàng đã nói là 350 triệu là giá chốt, không thương lượng. Anh chị cân đối tầm tài chính thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì liên hệ với Hoàng để Hoàng hướng dẫn anh chị xuống xem tầng đất. Được thì mình có thể là gặp chủ chốt ngay luôn nha. Đó, vừa rồi là mình vừa chạy qua cái trường học. Và đường nhựa này cũng là đường nhựa mới lên luôn chị. Hoàng không nghĩ là cái đường nhựa nó lên nhanh như vậy. Thấm thoát 1-2 năm về trước, mới ngày nào là nguyên một cái đường đất và rất là khó đi, vũng sình này nọ ha. Nhưng mà để phù hợp với tiến trình là lên nông thôn mới của xã Long Giang, đã nhựa hóa gần như là 11-12 tuyến đường anh chị. Và cung đường mặt tiền đường nhựa trước cái trường học cũng là một trong những tuyến đường đó. Bây giờ khúc khu vực đất của mình nó khang trang hơn. Đây là khu vực ngã ba chợ cao su hay chợ cao su rồi anh chị. Và anh chị có nhu cầu mua đất này xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình 0981877139 nha. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Xin kính chào.